Xin chào các bạn, trở mình trở lại với Hand Up with Yang. Yeah. Hôm nay chương trình này là đúng phát âm tiếng Nhật. Thật ra là có sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật. Nè, chúng tôi sẽ giới thiệu về đúng phát âm tên công ty Nhật Bản và cách nói phát âm đó đơn giản nha. Đầu tiên là người Việt Nam nói là Honda. Mọi người biết Honda không? Chắc chắn biết nha. Honda. Nhưng phát âm này là sai chữ chữ nha. Người Nhật nói là Honda. Nè, nếu viết bằng tiếng Việt thì Honda. Nên bạn hãy nói như sau nha. Honda thì sẽ cho thăm phát âm giống như người Nhật nha. Tiếp theo là người Việt Nam nói là Echo. Người Nhật khó nghe. Echo. Người Nhật nói là Escoque. Nếu viết tiếng Việt thì Escoque. Nên các bạn hãy nói như sau nha. Escoque là Escoque. Cái này là phát âm người Nhật nha. Cuối cùng là người Việt Nam nói là Ajinomoto. Người Nhật nói là Ajinomoto. Nếu viết bằng tiếng Việt thì Ajinomoto. Nói nhanh thì Ajinomoto. Cái này là đúng phát âm tên công ty Ajinomoto của người Nhật Bản nha. Hãy luyện tập như vậy nha. Honda Escoque Ajinomoto nha. Ok, nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nha. Bye bye.